dừng chân bến Giang Đình, ngàn lau mang mát dòng sông nắng triều dâng, mà tâm hồn thì mát rượi. Tác giả như tao nhân mặc khách, lên đên chiếc bách giữa dòng, thăm lăng cụ Nguyễn, thương thầm Kiều Nhi. Niềm vui tri ngộ cảm xúc, bùi ngùi chuyến về xuôi, viếng cha mẹ, thăm người tri âm, được Hoàng My thể hiện qua bài thơ Một Chuyến Thăm Quê. Dừng chân trên bến Giang Đình, trường xưa cảnh cũ thắm tình tuổi thơ. Sau mười năm lẻ còn như thực như mơ ban ngày, những từ thuở ấy về đây, quê hương thay đổi từng ngày khang trang. Vào thôn nhà mới cao tầng, vườn ai hoa nở trên từng lối đi. Tôi về chốn cũ vùng quê, phượng già ngơ ngác góc hè chờ mong. Năm nào trường huyền nghi xuân, một trường quốc lập có mình nữ thôi. Bom rơi chợ chủ long trời, hầm đơn hốt hoảng chân ai đạp đầu. Nay về biết họ nơi đâu, để còn nhắc lại với nhau mà cười. Biết còn mấy chuyến về xuôi, viếng cha mẹ với thăm người tri âm. Lạnh đành chiếc bách giữa dòng, thăm lăng cụ Nguyễn thương thầm.